Dự báo của Nhật, Mỹ cho thấy bão Doksuri có thể mạnh cấp 15 hoặc cấp 16 siêu bão trong những ngày tới và hướng vào vùng lãnh thổ Đài Loan. Theo cơ quan khí tượng Nhật Bản, lúc 15 giờ chiều 22 tháng 7, tâm bão Doksuri đang ở khoảng 11,4 độ vĩ bắc, 130,7 độ kinh đông, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 11. Dự báo trong 24 giờ tới, bão Doksuri di chuyển chậm theo hướng tây và có khả năng mạnh thêm. Đến 15 giờ chiều mai, tâm bão ở khoảng 14,8 độ vĩ bắc, 128,7 độ kinh đông, cường độ bão mạnh cấp 10, giật cấp 12. Hải quân Mỹ nhận định bão Doksuri đạt cường độ cực đại vào ngày 26 tháng 7, cường độ mạnh cấp 16, tức cấp siêu bão. Cả Đài Nhật và Mỹ đều nhận định bão Doksuri hướng vào Đài Loan. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định ít có khả năng bão Doksuri đi vào Biển Đông. Tuy nhiên, cảnh báo từ đêm 23 đến ngày 24 tháng 7, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, vùng biển phía nam của khu vực giữa Biển Đông và vùng biển phía tây khu vực Nam Biển Đông có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 8, 9, sóng biển cao 2-3 mét, biển động. Cơ quan Khí tượng Việt Nam nhận định trong vòng 1 tháng tới, có khoảng 1-2 cơn bão, áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông.